Đây các bạn nha, lần này lần thứ hai mình vô để sửa lại cái vô lăng này đến lai không được các bạn này. Giờ mình sẽ có hãng nha. Ok. Hãng của Quảng Trị VinFast ở Quảng Trị nha. Rồi các bạn ơi, mình đợi tầm khoảng 10 phút là người ta họ làm xong cho mình về là cái phần trả lái vô lăng nha. Lần trước mình đi cập nhập á thì ok. Nhưng ngược lại camera lùi thì không được, vô lăng thì không trả lái. Nhưng khi là mình yêu cầu hãng làm lại cái camera lùi cho mình á thì đã làm được rồi. Còn khi mình chạy ra mình quên kiểm tra cái vô lăng. Đó, nên lần này là mình mới vô hãng, mình làm lại. Và mọi người thấy này, vô lăng trả lái rất là ngon nha. Cập nhập lần trước thì hơi lâu một tí, nhưng làm lại cái vô lăng này thì rất là nhanh. Mọi người cứ yên tâm, cập nhập phiên bản mới của VF3 sau này mọi người cứ đi cập nhập, chứ không phải giống như thông tin ở trên mạng mọi người hay nói đâu. Còn cập nhập như thế nào và kết nối ra sao để cho hãng họ làm lại cái camera lùi cho mình và làm cái vô lăng thì mọi người nhớ xem hết cái video clip này nhá. Hello tất cả các bạn nha. Khi sáng là mình mới đi cập nhập phần mềm phiên bản mới của VF3. Đó là khi cập nhập xong á là cái camera ra lùi của mình bắt trước á là không có hiển thị. Nên mình đã bảo với hãng, yêu cầu hãng phải xử lý giúp mình. Vì trước khi á, mà mình vào hãng làm thì mình đã nói rồi, nếu mà tôi vào cập nhập phiên bản mới mà camera lùi của tôi phải hoạt động bình thường với vô lăng trả lái bình thường thì ok, thì tôi sẽ vào làm. Và bề bàn đó là cũng đồng ý, nếu mà có trường hợp gì là hãng sẽ xử lý cho tôi, cho mình. Sau khi mà làm xong cập nhật phiên bản mới thì camera lùi không được, và mình còn nói với bạn quản lý là yêu cầu các bạn xử lý. Và một hồi nói tầm khoảng 5 phút nói qua nó nói lại, rồi nói là hạng camera, hạng camera bắt ở ngoài thì hạng sẽ không có nhu cầu xử lý về vấn đề đó. Và mình đã cũng đã đưa tin nhắn, mà khi hãng đã cam kết cho mình khi nào mình vô cập nhật phiên bản mới thì có vấn đề gì là hãng sẽ xử lý. Và một hồi sau một hồi là hãng đã xử lý, đã mở lại khóa camera cho mình. Giờ camera mình đã là ok. Nhưng còn một cái vấn đề nữa là lúc này mình đem ra mà mình quyết định là cái vô lăng này nó không tự động trả lái nha mọi người. Đây thấy chưa, không hề tự động trả lái. Mà đã không tự động trả được lại thì đi xa là rất là nguy hiểm. Vậy là vô lăng rất là nặng. Vì vậy mình đã có liên hệ với bạn quản lý, mình nói là vô lăng sao mà phiên bản cũ lại có tự động trả lại mà phiên bản này là không. Rồi vậy bạn hẹn để một ngày nào đó chắc cũng gần thôi, mình sẽ vào hãng và chờ mấy bạn đó xử lý xem như thế nào. Rồi mà xử lý có được hay không thì lúc đó là mình sẽ quay trực tiếp cho mấy bạn xem. Còn vấn đề camera, kể cả bạn có bắt ngoài như đang thì hãng cũng có xử lý được nha. Điều trước khi mà bạn tới mà cập nhật phiên bản mới thì bạn phải nói rõ ràng với hãng, phải đảm bảo đầy đủ đó camera hành trình, không camera lùi đó, phiên bản cũ được thì cập nhật phiên bản mới cũng phải được. Không có là dù là phiên bản mới cập nhập xong là phiên là cái camera của mình là sẽ không chạy, đó là không có kiểu có vấn đề ở đâu các bạn ạ. Chẳng quá đến hồi thống họ khóa thôi đó. Rồi để bạn chờ mình khoảng 2 ngày nữa mình sẽ tới thì hạng và để sẽ xử lý cái vô lăng này. Rồi chào các bạn. Đoạn đầu video mình đã nói là mình đã sửa lại được cái vô lăng rồi này nha. Và camera lùi này vẫn ok nha mọi người, chứ không có vấn đề gì cả nha. Chúc mọi người an tâm mà đi cập nhật phần mềm mới nha. Cập nhật phần mềm mới xong á là các bạn cảm thấy nó chạy nó êm hơn.